Các bạn thân mến, trong video này, Đức Quỳnh Lê Channel sẽ chia sẻ các bạn code VBA trả về vị trí hoặc là giá trị tại ô đang thao tác trong Excel. Ví dụ như cái file Excel ở trên đây, khi chúng ta kích vào một cái ô nào đó thì nó sẽ trả về chúng ta hiển thị cái vị trí của ô. Ví dụ đây, vị trí là ô D6 đây. Và giá trị tại cái ô này là 2. Đấy. Ta kích sang ô khác thì nó sẽ tự động nó nhảy đây. Ô D7 và giá trị là 66. Đấy, chính là cái ô vị trí ô ta đang 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 kích đấy. Đây. Đấy. Thì sau đây ta sẽ đi vào phần hướng dẫn thực hành và chia sẻ code. Cái code này thì tôi đã để link bên dưới video này trong phần mô tả, các bạn có thể tải về và sử dụng. Đây. Nó hiển thị cả chữ cả số các bạn. Đấy. Về phần giá trị. Sau đây ta đi vào phần thực hành. Thế tôi sẽ zoom cái phần này lên để cho to các bạn quan sát. Về cái đoạn code thì các bạn tải về máy và chúng ta mở lên sử dụng. Ở đây có 3 loại code. Thứ nhất là xác định vị trí ô, xác định vị trí cột và xác định vị trí hàng. Tôi sẽ sử dụng cái thứ nhất và các cái sau thì tương tự, không có gì khó. Ta copy cái đoạn code này. Sau đó chúng ta mở sang cái sheet mà chúng ta muốn thực hành. Sheet này chẳng hạn. Kích chuột phải và chọn View Code. Sau đó chúng ta dán vào đây. Các bạn có thể nhận thấy đoạn code này rất đơn giản và ngắn. Và ta chỉ quan tâm cái chỗ A1 đây. Ta có thể thay đổi thành cái vị trí khác tùy các bạn. Bây giờ để quay về phần soạn thảo thì ta kích vào menu file và chọn Close and Return. Rồi. Sau khi quay lại như này thì đã cái lệnh đấy đã chạy được luôn. Đấy, ta kích này. Bây giờ ta muốn đổi cái vị trí A1 thành vị trí khác chẳng hạn. Thì tôi sẽ ghi phần ghi chú để các bạn quan sát cho dễ này. Hiển thị vị trí. Đấy. Ta sẽ kéo rộng ra. Và ví dụ ta muốn hiển thị vị trí tại ô B3 chẳng hạn và hiển thị giá trị tại ô B4 chẳng hạn thì sau đấy ta sẽ sửa lại. Đấy. Hiển thị vị trí thì cái code kia của nó chính là cái vị trí rồi thì ta sẽ vào lại cái phần đoạn code và thay A1 bằng B3 thôi. Kích chuột phải và chọn View Code. Thay A1 bằng B3. Sau đó File Close and Return. Rồi. Đấy, khi đấy nó hiện luôn cái vị trí luôn. Cái chỗ này thì ta có thể xóa đi vì nó không tự động nó xóa được. Đấy. Rồi. Còn bây giờ để hiển thị giá trị thì rất đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng hàm indirect để chúng ta hiển thị giá trị cho cái giá trị hiển thị trong ô B3. Thì ta sẽ nhập vào đây là hàm indirect, tức là nó sẽ thành ví dụ như trong trường hợp này nó sẽ chính là bằng ô B4 luôn. Đấy. B3 nhé. Rồi. Và đối với như thứ hai thì bằng 1, ta đóng ngoặc hàm indirect vào. Đấy. Cái hàm indirect thì tôi đã có video hướng dẫn rất kỹ rồi, các bạn chưa sử dụng quen thì các bạn có thể xem lại. Cảnh cáo này không quan trọng, ta kích OK đi. Rồi. Bây giờ ta sẽ kích vào vị trí nào thì nó đều hiện đi được. Các ô mà không có giá trị thì nó sẽ hiện thị không. Ví dụ D1 chẳng hạn. Thì kích vào là hiển thị giá trị là 1. Đấy. Chữ chẳng hạn thì kích vào nó hiện thị vị trí đây và chữ đây. Thì đấy chính là cái phần lúc trước. Và khi chúng ta quét nhiều ô thì cái indirect nó không có cái đối số nào cái kiểu như một mảng, do đó nó bị lỗi. Tương tự như vậy chúng ta sẽ thao tác đối với phần code trả về vị trí của hàng và vị trí của cột. Ta sẽ có cái phần vị trí hàng trước. Đây ta có phần dưới này. Đây chính là code trả về vị trí của hàng. Và ta sẽ dán vào View Code này. Ta dán vào đây. Nếu mà kích phần View Code ở trong từng sheet thì nó chỉ có giá trị trong cái sheet đó thôi. Đây, kích vào đây thì ô A1 nó sẽ hiện cái vị trí hàng của cái tại vị trí con chuột tôi đang thao tác. Đây. Đấy. Đấy, nó nhảy liên tục, các bạn thấy ô A1. Và ô A1 này cũng có thể thay đổi sang vị trí khác được. Đây, tôi zoom to lên các bạn quan sát cho nó dễ. Rồi, đây, vị trí hàng. Đây, hàng số 2, hàng số 1. Đấy, thay đổi liên tục các bạn. Và tương tự như vậy, đối với phần trả về vị trí cột thì cũng không có gì khác. Đây, ta có thể thay A1 thành vị trí khác để cho hiển thị tại vị trí khác thôi. Bây giờ ta sẽ thêm đoạn phần code về cột. Thì ta sẽ zoom lên, ta cho kích thước nó to lên các bạn quan sát cho dễ. Sau đó ta quay vào cái phần code để chúng ta copy phần code về trả về vị trí cột nhé.
Đấy. Làm tương tự như các phần trước. View code ạ. Rồi. File đây ta trả về, ta chọn vị trí khác chẳng hạn sẽ là D1 và file close and return. Đây, D1 đây. Rồi. Đấy, kích vào đâu sẽ giả về vị trí hồ cột của cái vị trí ô tô sao đấy, cột Y là cột thứ 9. Rồi. Đấy. Thì đó là hướng dẫn và cũng là video chia sẻ code VBA trả về vị trí hàng và giá trị của ô đang thao tác trong Excel. Bây giờ đối với những file có chứa các cái macro này thì ta sẽ lưu như thế nào? Các bạn kích vào menu file và chọn save và đó. Nếu như chúng ta lưu dạng thông thường, ví dụ đây tôi chọn cái vẫn là XLSX chẳng hạn, đuôi tôi đặt tên lại thì nó sẽ báo lỗi là không lưu được đây. Đấy, ta thấy rằng là cái đặc điểm sau không thể lưu macro cái dạng là Free Workbook được. Thì để lưu thì chúng ta phải kích lâu và sau đó lựa chọn cái loại file là macro enable. Đấy. Và để tiếp tục save thì là kích yes. Thì tôi sẽ đổi sang cái dạng là đuôi macro. Tôi sẽ kích thành phần lâu. Đấy. Ta sẽ chọn phần đuôi là đây rồi, Excel Macro Enable Template đây. Rồi. À, ta chọn lại cái lưu lưu lại. Desktop. Save. Sau đó ta thoát cái file này đi, ta mở lại. Kiểm tra xem là cái macro có được lưu không. Ta lưu lại cái file này hoặc đi không tùy các bạn. À, cái file này là file gốc của tôi nên nó là do tôi chứ không phải do các bạn. File Excel của chúng ta vừa lưu đâu rồi đây ạ. Ta mở ra. Và nó khi đó nó sẽ hiện cái cảnh cáo là macro đã bị vô hiệu hóa, có muốn sử dụng không thì ta thích kích cho phép. Và đấy, khi đó thì cái macro vẫn chạy và đã lưu được cái macro này. Thì đó là cái hướng dẫn chia sẻ code VBA và cách sử dụng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.